Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Dạo quanh thị trường được phát sóng lúc 17 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam. Đầu tiên mời quý vị cùng đến với những thông tin tiêu dùng mà chúng tôi vừa cập nhật. Với tiềm năng phát triển du lịch cao nên thời gian gần đây, miền Tây được đánh giá là địa phương có tiềm năng về thị trường bất động sản. Các chủ đầu tư đã khuấy động thị trường bằng nhiều dự án quy mô lớn. Điển hình là khu đô thị Cát Tường Western Pearl 2 vừa mở bán tại Cần Thơ đã thu hút hơn 2.000 người tham gia. Đây là khu nằm trong tổng thể khu đô thị hành chính phức hợp thành phố Vị Thanh. Với tổng diện tích đất quy hoạch 60 ha, trong đó mật độ xây dựng khoảng 29,5%. Còn lại 70,5% là công viên cây xanh, cảnh quan và các công trình cộng đồng phục vụ cư dân. Mỗi căn biệt thự là một không gian hội tụ đầy đủ các tiện ích để tận hưởng một cuộc sống như nghỉ dưỡng mỗi ngày. Còn khu nhà phố thương mại với những gam màu tươi sáng trẻ trung, sở hữu vị thế đắc lợi tại các đại lộ sầm uất, phù hợp với các gia đình ưa thích kinh doanh và cuộc sống sôi động. Khu căn hộ thấp tầng hiện đại thì có thiết kế thông minh, tối ưu hóa diện tích và không gian. Đợt này các sản phẩm đất nền thuộc khu đô thị này chỉ có giá từ 790 triệu đồng một nền, nhưng nơi đây có phương thức thanh toán linh hoạt, chỉ cần thanh toán trước 50%, phần còn lại trả đều trong 12 tháng.